và bây giờ là phần tin chi tiết ngày 29 tháng 8 ban thường vụ thành ủy châu đốc tổ chức lễ trao quy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên tuổi đảng đến tham dự có đồng chí lâm quang thi bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc đồng chí cao sơn bá phó bí thư thường trực thành ủy châu đốc đồng chí đinh văn bảo phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố châu đốc Đợt này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao quy hiệu 60, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng cho 20 đảng viên thuộc đảng bộ thành phố Châu Đốc. Trong đó, trao quy hiệu 60 năm tuổi đảng cho một đảng viên, quy hiệu 50 năm tuổi đảng cho hai đảng viên, quy hiệu 45 năm tuổi đảng cho 5 đảng viên, quy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên, truy tặng quy hiệu 40 năm tuổi đảng cho một đảng viên và quy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên. Phát biểu tại lễ trao quy hiệu đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá chúc mừng các đồng chí được nhận quy hiệu đảng đợt 2 tháng 9. Đồng chí nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý của đảng, ghi nhận công lao các đảng viên đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương đất nước trong suốt chiều dài lịch sử quá trình hoạt động của các đồng chí dù ở bất cứ cương vị nào đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giữ vững bản chất cao quý của người đảng viên đảng cộng sản việt nam ban thường vụ thành ủy châu đốc đánh giá cao tri ân các đồng chí cao niên tuổi đảng với thành tích kinh nghiệm các đảng viên cao niên thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu và noi theo